Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em gửi các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ thương hiệu Chopit mang model Martinez, một là mẫu xe đạp cấu hình cao giá rẻ mà em mới nhập về, cũng về rất là nhiều và các bác rất là ưa chuộng cái dòng địa hình này. Mức giá là 8,5 triệu cho một cấu hình full DOG, khung nhôm lớp sơn nguyên bản, xe nhập khẩu mới chất chính hãng. Còn bộ phần khung thì là từ nhôm lớp sơn nguyên bản. Nhôm sử dụng trên chiếc xe là nhôm 6061, loại nhôm có độ bền rất là cao, chống bào mòn và chịu được cái cường độ mạnh, rất thích hợp để làm những chiếc khung xe đạp. Khung màu đen xanh thì là thể thao, do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là trên khung cũng xuất hiện những cái vết xước nhỏ, những vết xước răm nhỏ không thể tránh khỏi. Chạy full bộ chuyển động Shimano EOG, đĩa trục rỗng, với cái mức giá 8,5 triệu mà được cái bộ chuyển động DOG thì cũng cực kỳ là hợp lý rồi. Và được trang bị cái bộ phanh dầu theo xe là phanh dầu Magura, phanh dầu Ý cực kỳ là xịn luôn, bóp cực ăn, đúng DOG, sóc theo xe đến 26 inch, mới đi vòng. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và chuyển động để cho một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên. Thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Các xe ta xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Và xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m75 phù hợp. Trang bị bộ lip 10 tầng và 3 tầng đĩa, cho xe có 30 cái độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe đang bán bên em mức giá là 8,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.